Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video dành cho những bạn nào mà muốn tập tự lấy nhân mụn tại nhà. Thế nhưng mà video này thì sẽ chỉ dành cho những bạn nào mà gan dạ một chút này, chịu đau giỏi một chút này và bạn nào phải cứng tay một chút. Thì khi mà các bạn xem xong cái video này thì các bạn có thể là tự thực hành được. Còn bạn nào mà nhát đau này hoặc là tay run này thì mình nghĩ rằng là các bạn không nên tự làm ở nhà. Vì dù các bạn có hiểu cái lý thuyết đi chăng nữa nhưng mà đến khi mà các bạn thực hành ấy, tay các bạn vẫn run và các bạn vẫn cảm giác là sợ sệt ấy, thì sẽ không thể nào mà lấy nhân mụn được. Và trong cái video lần trước liên quan tới cách xử lý mụn viêm thì đã có rất nhiều bạn request cho mình nói rằng là hãy làm một cái video hướng dẫn cách nặn mụn chi tiết đi. Thế nhưng mà mình đã phải chờ cái cục này về. Thì đây là một cái cục gọi là mô hình nặn mụn mình đặt từ bên Trung Quốc với giá khá là chát, hình như là tầm khoảng 600.000. Thì sau khi cái cục này về rồi thì mình mới có thể là làm cái video này cho các bạn, vì mình sẽ trực tiếp là nặn mụn trên cái cục mô hình như thế này. Thì các bạn có thể là dễ dàng hình dung nhất, và khi mà các bạn nhìn mình thao tác ấy, nó cũng sẽ trực quan hơn. Và mình mong rằng là cái cục này nó sẽ giúp ích cho mình trong ngày hôm nay. Và những cái dụng cụ mình chuẩn bị để có thể là nặn được mụn ý, đầu tiên đó chính là mình sẽ phải có một cái đôi găng tay sạch. Thì đây chính là đôi găng tay y tế, mỗi lần mình sử dụng thì mình sẽ dùng một đôi mới. Ngoài ra thì mình cũng cần phải có những cái dụng cụ nặn mụn, ví dụ như là một cái que nặn mụn. Thì cái que nặn mụn của mình là sẽ gồm có hai đầu, một là đầu tròn này và một là đầu dạng kim này. Thì mà bình thường mình không bao giờ dùng cái đầu dạng kim này, vì mình nhìn cái đầu kim này, thứ nhất là nó cảm giác không sạch sẽ, thứ hai nữa là mình nghĩ rằng là cái đầu kim này nó to hơn rất nhiều so với cái lỗ chân lông của mình, nên là mình sẽ không dùng cái đầu kim này. Mà thay vì dùng cái đầu kim này thì mình sẽ dùng một cái dạng như là kim chích máu để mình khơi cái đầu nhân mụn ra khi mà mình cần. Thì cái kim chích máu này, thứ nhất là đầu nó rất là nhỏ, nó rất là mảnh, thứ hai nữa là nó rất là sạch sẽ. Các bạn có thể nhìn thấy là mỗi lần mình dùng thì mình sẽ bóc một cái túi này ra, nó rất là sạch sẽ luôn ý. Nên là mình rất là thích những cái đồ mà dùng một lần như thế này, vì mình cảm thấy rằng là nó sẽ không có bị vi khuẩn đi trùm nhiều ấy. Đó, mỗi lần dùng thì mình sẽ bóc một cái ra như thế này. Mỗi lần mình dùng xong thì mình sẽ gói thật kỹ lại và mình sẽ bỏ vào trong sọt rác. Và ngoài ra thì còn có một món khá là cần thiết nữa, với những cái mụn nào mà sưng hoặc là với những cái mụn nào mà mình cần phải gọi là loại bỏ cái phần da phía trên đầu ra để cho cái phần nhân mụn ra bên ngoài ấy, thì đó chính là một cái đầu dao mổ. Thì cái đầu dao mổ này rất là sắc, nó rất là bén. Và những cái lúc nào mà có những cái con mụn nó khó lấy nhân ý, thì mình mới phải sử dụng đến cái đầu dao mổ này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết những cái cách để mà các bạn có thể là lấy nhân mụn tùy theo từng loại mụn. Trước khi nặn mụn thì các bạn sẽ phải làm sạch da hoàn toàn, và nên là sử dụng một số những cái sản phẩm phế tế bào chết một chút để cho cái lớp sừng của mình nó mềm ra. Và nếu như bạn nào mà có điều kiện thì các bạn có thể là sử dụng máy xông hơi để cho cái lỗ chân lông của mình nó được giãn nở hơn. Và kể cả với những cái dụng cụ như thế này thì các bạn cũng sẽ phải làm sạch hoàn toàn. Ví dụ như là mình thì mình sẽ ngâm cái que này bên trong cồn này tầm khoảng là 10 phút. Sau đấy thì mình sẽ lau khô đi và mình sẽ xịt cái dung dịch diệt khuẩn clo. Thì cái clo này nó sẽ giúp làm sạch những cái vi khuẩn bụi bẩn mà gọi là vi trùng virus mà cồn không thể làm sạch được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn xem cách nặn mụn đúng cách. Đeo găng tay vào lên thớt. Lúc mình học đại học ấy thì thi thoảng mình cũng lấy nhân mụn cho các bạn học cùng đại học của mình. Và hầu như bạn nào lấy nhân mụn xong thì mặt các bạn cũng sạch và láng o. Mà tất nhiên là cái việc lấy nhân mụn này thì chúng ta phải làm thường xuyên, tức là không thể nào mà một năm chỉ lấy 1-2 lần được. Mà khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là bắt đầu có mụn đầu đen, bắt đầu có mụn cá, mụn lần nhẩn ở dưới da rồi thì mình nên đi lấy cho nó nhanh sạch da ấy. Bạn nào sợ đau có thể ủ thuốc tê 20 phút. Đây là thuốc tê Emla 5%. Với mụn đầu đen thì đây là loại mụn dễ lấy nhất. Chỉ cần dùng đầu tròn của que nặn mụn ấn nhẹ và sát chân mụn, dưới áp lực thì mụn sẽ được đẩy lên. Lưu ý là nếu như bạn ấn một lần mà mụn chưa lên thì các bạn nên ấn xung quanh, không nên ấn nhiều lần mà cùng một chỗ để tránh da bị chảy và bị tổn thương. Với da mụn khó lấy hơn, nhân cứng thì các bạn nên dùng một đầu kim chích châm nhẹ vào đầu lỗ chân lông, tạo lối cho nhân mụn thoát ra dễ dàng. Điều này sẽ giúp tránh mụn bị bung bét ra. Tiếp theo là dạng mụn viêm. Đây là dạng mụn khó xử lý, cần dùng dụng cụ chuyên dụng rạch để phần nhân mụn viêm bên trong thoát ra ngoài, lấy tăm bông ấn nhẹ xung quanh cho đến khi nhân mụn được loại bỏ hoàn toàn. Và mình khuyên rằng là các bạn nên mua những cái dạng bông như thế này. Thì đây chính là cái dạng bông mà người ta đã bọc thành từng cái miếng bông, không phải từng miếng bông mà là từng cái tăm bông riêng lẻ như thế này. Mỗi lần mình sử dụng thì mình sẽ bóc cái này ra và mình sẽ dùng nó rất là sạch sẽ. Nếu như mà các bạn dùng những cái dạng tăm bông trần, ví dụ như là những cái gói tăm bông mà nó có cái khóa zip này, hoặc là những cái hộp tăm bông khi mình mở ra rồi mình cho tay vào mình lấy rồi mình lại rút ra bên ngoài ấy, thì trong cái lúc mình sử dụng như vậy, tất nhiên là sẽ có bụi bẩn, sẽ có vi khuẩn này, sẽ có độ ẩm nó đi vào bên trong cái bông của mình, và lâu dần thì nó cũng sẽ tích tụ những cái vi khuẩn bụi bẩn đấy. Và khi mình sử dụng lên
lên trên cái nốt mụn của mình thì rất là dễ bị nhiễm khuẩn cho cái nốt mụn vừa mới nặng. Nếu như các bạn không tin thì các bạn hãy thử lấy một cái tăm bông trần của các bạn rồi để ra bên ngoài trời tầm khoảng 3-4 ngày hoặc là 5 ngày thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là cái sợi bông nó bắt đầu hút nước này và nó sẽ có cái dấu hiệu là bị xù lên một chút. Thì đấy chính là cái dấu hiệu hút ẩm xung quanh cái miếng bông đấy. Sau khi nặn mụn xong thì mình hay dùng đèn led trị mụn để sát khuẩn lại. Ở Việt Nam thì mình thấy rằng là mọi người hay sử dụng cái dạng điện tím này hoặc là dùng đèn led này để sát khuẩn sau khi mà chúng ta nặn mụn để giảm sưng. Thực ra là ở nhà thì mình thấy rằng là nhiều bạn sẽ không có điều kiện để mua những cái món như vậy nên là các bạn cũng không cần thiết là phải quá là lo lắng đâu. Các bạn có thể là lấy những mụn thật là sạch sẽ này và sau khi mình lấy xong rồi thì các bạn có thể sát khuẩn lại bằng thuốc đỏ hoặc là bằng một số những cái sản phẩm chống mụn mà nó có cái khả năng gọi là diệt khuẩn tạm thời thì nó cũng sẽ giúp cho cái phần mụn của mình nó không có bị nhiễm trùng. Lấy tăm bông và làm sạch phần dịch còn sót lại, bước này thì sẽ giúp cho miếng dán mụn không bị bong. Dán miếng dán mụn sẽ giúp hút dịch thừa này và để tránh cho chúng ta tày máy sờn hạn gây nhiễm trùng. Và với những cái miếng dán mụn thì mình khuyên rằng là các bạn không nên dùng những cái miếng dán mụn ví dụ như là acne hoặc là miếng dán mụn của Sun By Me, là những cái miếng dán mụn mà nó trong suốt, nó mỏng dính ấy. Với những cái trường hợp thông thường các bạn dùng để che cái nốt mụn thì không sao, nhưng mà với cái trường hợp này, tức là sau khi mà các bạn nặn mụn xong rồi thì cái nốt mụn của mình nó sẽ còn rỉ ra những cái gọi là huyết tương này, còn rỉ ra những cái dịch này, và những cái miếng dán mụn mỏng dính như vậy thì nó sẽ không có khả năng gọi là hút những cái phần dịch thừa đấy, nên là khi mình sử dụng vào ấy, thì nó sẽ chảy ra bên ngoài cái miếng đấy hoặc là nó sẽ khiến cho cái miếng của mình nó bị bong ra. Và chỉ có những cái miếng dán mụn mụn mà nó có cái thành phần ví dụ như là hydrochloride này và dạng thiết kế như thế này thì nó mới có cái khả năng gọi là hút cái phần dịch còn thừa của cái nốt mụn vừa rồi mình mới nặn. Và ngoài ra thì nó còn có cái khả năng gọi là bảo vệ cái nốt mụn của mình khỏi những cái vi khuẩn bụi bẩn từ bên ngoài này. Và khi mà tay chân của chúng ta tay máy sờ lên ấy thì chúng ta cũng sẽ không có chạm trực tiếp vào trong cái nốt mụn của mình. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà có thể tự lấy nhân mụn tại nhà. Và mình mong rằng là video của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn để các bạn có thể là tự lấy được nhân mụn. Thế nhưng mà với những cái nốt mụn mà nó quá viêm sưng hoặc là nó quá đỏ hoặc là nó quá khó lấy thì mình khuyên rằng là các bạn không nên tự lấy ở nhà mà các bạn nên tới những cái cơ sở uy tín thì họ sẽ có những cái dụng cụ chuyên dụng hơn và họ sẽ giúp cho các bạn lấy nhân mụn một cách dễ dàng hơn và không có tổn thương tới cái nốt mụn. Và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video của mình ngày hôm nay, và nếu như bạn muốn mình làm những cái chủ đề nào tiếp theo thì hãy comment phía dưới cho mình cùng biết nhé. Bạn nào muốn theo dõi mình nhiều hơn ở trên các social media thì có thể follow mình trên Instagram hoặc là trên Facebook. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.